1, 2, 3, 4. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. For I lie in a beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. I'm alive, we're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first I felt the energy of sunrise. I saw a light inside of your eyes. Tonight, you and like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Bombs rise to the universe as we moonshine money. To feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're sure a star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight I felt the energy of sunrays. I saw light inside of your eyes. Tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Trời ơi, ba lần. Lần sau ba lần. Ba lần, tổng cộng ba lần. Tình hình là sau ba lần thì chúng tôi mới hoàn thành xong ca khúc này. Mặc dù là nãy giờ trong lúc hát á thì thấy nó cũng có nhiều sạn. Sạn. Nhưng mà đây là tại vì đây là một cái video clip đầu tiên của hai đứa cho nên là nói chung cũng không tập chứ cái này đúng là hứng lên là làm thôi. Đúng rồi, thực sự là hứng lên thì hai chị em làm thôi. Cho nên là mong là mọi người sẽ nghe và góp ý. Và nếu mà mọi người thích hai đứa mình cover bài nào á thì để lại comment phía dưới. Nói chung là bài hát nào được comment nhiều nhất thì tụi mình thì hứa sẽ thử cover. Cố gắng. Và hy vọng đây là video đầu tiên và sẽ không là video cuối cùng. Rồi, xin chào. Bye bye mọi người. Oh yeah. Xin chào các bạn. Xin tự giới thiệu. mình là Diệu và đây là Hailey. Hello mọi người. Nếu mà đối với những bạn mà đã từng theo dõi cuộc thi We Got Talent ở RMIT á thì sẽ biết là tụi mình là một trong những thí sinh trong chương trình đó. Hai thí sinh kỳ cựu. cũng lâu rồi kể từ cuộc thi We Got Talent. Thì hôm nay nói chung là hai chị em cũng ngứa nghề nên cũng muốn cover một cái bài hát nào đó gửi tặng cho tất cả mọi người, cho mọi người nghe đỡ ghiền. Nói chung là giọng hát có hạn với lại tay đàn cũng không phải là chuyên nghiệp. Cho nên là nếu mà có cái gì đó không sơ xuất thì các bạn bỏ qua.
À, còn nếu mà thấy hay thì bấm like, bấm like ở phía dưới. Còn nếu mà thích lắm đó thì bấm subscribe ở phía dưới. Còn nếu mà không thích thì cứ comment, rồi. Dislike tùy ý. Nói chung là ủng hộ. Đây, mong mọi người ủng hộ. Ok. Đừng với lại hai chị em cũng là không có thuộc là lắm. Cho nên là see the reflection down there. Cho nên là lâu lâu thì tụi mình sẽ nhìn ở dưới để nhớ lời. Là nói chung là thôi, mong các bạn đúng rồi cảm. Thôi không nói nhiều nữa, chờ luôn hẹn chúng ta vô luôn đi. Ok. I saw the life inside of your eyes. Trời ơi, chết rồi chết. Không sao không, mình cắt được mà, cắt được mà. Trời ơi, ô, không được em ơi, không sao em cắt được, không sao. Okay. Sao không sao được, em cắt được. Được. Pump rise to the universe. Không, tí là em cắt nguyên một đoạn lớn luôn á. Bây giờ mình bắt đầu mình quay lại nữa nè. Quay lại gì ta? Thì bây giờ quay lại nguyên bài chứ sao. Ủa mà sao, khoan. Pump rise to the universe. Inside of your so shine bright tonight when the... Hay chị muốn hạ tâm không? Không được, chị hát được. Mà sao nếu bị bá à? Không, tại họ quên. Quên, không có biết là vô khúc này. Trời ơi, bà nhớ giùm tôi đi bà. Nó ngoài nha. Ok em vô nha. Tóc tai trời ạ. Rơi lạ vạ. Rớt. Thôi kệ. Sao mà mặt chị hát nó hình nó đau khổ thế nào á. Chị tưởng em cái mặt em nó cũng đẹp lắm mà. Em mà sao mấy đứa kia nó lên á. Ồ sao nó đẹp quá hả? Ừ mà nó ý là chắc không biết làm sao nữa mà người ta hát người ta cũng nhìn vô dữ lắm mà sao thức. Sao em thấy cái mặt tụi nó rất là đẹp. Cái mình nha. Cái mình bị đơ. Không, nhưng mà nhiều khi mình không quen nhìn mình đó chị. Ồ vậy hả? Có thể vậy. Có thể em nghĩ là nhiều khi mình không quen nhìn mình á. Nhìn vô gương hoài mà. Sao kỳ vậy ta? Trời ơi sao cái tóc này. Rồi. Đau tay quá. Hình như là nó có vấn đề đó em. Cái này vậy? Vấn đề khúc này nè, at first sight ai. Ê! Bà bị thiếu khúc đó. Chị thiếu khúc này nè, you shouldn't start. Chắc tôi diễn bà quá. You shouldn't start and see.